đặt vật này dưới gầm giường, gia chủ đổi đời sau một đêm, giàu hơn trúng số, tiền bạc cứ ùn ùn kéo đến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, cái giường ấy là cái vật không thể thiếu trong các gia đình của chúng ta. Nó là nơi giúp chúng ta nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tùy theo cái nhu cầu ấy, mà mỗi gia chủ lại có cách bài trí, cách sắp xếp giường riêng biệt khác nhau. Thế nhưng dù thế nào ấy, thì dưới gầm giường cũng cần phải thông thoáng, tạo điều kiện cho cái không khí nó lưu thông và không ảnh hưởng đến sức khỏe và cái vận trình tài lộc của gia chủ. Vậy thì theo phong thủy, có nên đặt các đồ vật ở dưới gầm giường hay không? Và để gì dưới gầm giường để thu hút được cái tài lộc và vượng khí nó ùn ùn đổ về cho gia chủ? Xin mời quý vị và các bạn cùng khám phá trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày nay để thuận tiện và tiết kiệm cái không gian sống thì nhiều người đã lựa chọn thiết kế cái gầm giường để chứa đồ, khiến cho cái không gian ở đó nó bị thu hẹp đáng kể. Không khí cũng không dễ dàng lưu thông mà cứ bị ứ đọng lại, có thể tác động xấu đến sức khỏe và gia đạo. Khi gầm giường vừa bãi đồ đạc ấy, thì cái luồng không khí nó không thoát được mà nó bị ứ đọng lại, ảnh hưởng trực tiếp đến cái quá trình trao đổi khí, trao đổi chất của cái căn phòng đó. Xét về y học lẫn phong thủy thì cái điều này đều không tốt cho cái sức khỏe của gia chủ. Ngoài ra, các chuyên gia phong thủy cũng khuyến cáo rằng cái việc để nhiều đồ đạc dưới gầm giường ấy, một cách bừa bãi, nó còn có thể ảnh hưởng đến cái vận thế tài lộc của gia đình các bạn nữa. Tuy nhiên, cũng có một số thứ mà các bạn nên để dưới gầm giường nhà mình, thì đây là những trường hợp ngoại lệ. Để thứ này dưới gầm giường thì vợ chồng hòa hợp, để thứ kia dưới gầm giường ấy, thì lại giúp cho gia chủ có tài lộc dồi dào, tiền bạc không ngừng đổ về. Thứ nhất, để hộp kho báu dưới gầm giường để tiền bạc ào ào đổ về nhà. Khám phá cái thuật phong thủy ở phương Đông ấy, thì người xưa cho rằng nếu mà dưới gầm giường mà các bạn để chiếc hộp kho báu thì sẽ thúc đẩy cái vận trình tài lộc của gia chủ. Nếu bạn chưa biết để gì dưới gầm giường ấy, thì hãy nhanh tay sắm cho mình một chiếc hộp kho báu này nhé. Tuy nhiên thì tùy theo cái vật liệu làm cái hộp kho báu mà chiếc hộp sẽ trao cho bạn những điều khác nhau và ý nghĩa của nó cũng khác biệt. Cụ thể như sau: nếu mà hộp kho báu làm bằng gỗ ấy, thì theo văn hóa phương Đông ấy, rất ưa chuộng các vật dụng bằng gỗ. Theo thuyết ngũ hành âm dương thì gỗ sẽ gì tiêu biểu cho cái hành mộc. Cái hành mộc tượng trưng cho mùa xuân, cho cái phương vị Đông và Đông Nam. Gỗ tượng trưng cho hành mộc, cho mùa xuân. So với các hành khác thì hành mộc nó chủ về nhân, dễ tạo cái không khí hòa hợp. Một chiếc hộp kho báu được làm bằng gỗ sẽ tượng trưng cho cái sự sinh sôi nảy nở, rất phù hợp với các cặp vợ chồng mà đang muốn sinh con đẻ cái. Đồng thời, để những cái vật liệu từ cái hộp bằng gỗ sẽ giúp cho môi trường được thân thiện hơn, tạo nên bầu không khí ấm cúng cho cái không gian sống của các bạn. 2. Hộp kho báu bằng vàng, bạc, đá quý. Nếu bạn muốn tiền bạc không ngừng đổ về nhà thì có thể lựa chọn các chất liệu bằng vàng, bạc hay là đá quý. Chiếc hộp kho báu sẽ mang lại cái tài lộc cho gia đình, giúp cho gia chủ giàu sang phú quý. Bên trong chiếc hộp thì các bạn hãy để một thứ đồ trang sức quý giá hoặc là các hóa đơn có giá trị cao. Nhưng có điều là các bạn cần nhớ, nếu mà muốn chiêu gọi tài lộc về nhà thì đừng bao giờ để tiền xu vào trong cái hộp kho báu. Thứ ba là hộp kho báu bằng đất sét. Chiếc hộp kho báu làm bằng đất sét lại có cái tác dụng hoàn toàn khác. Nó giúp cho bạn giành được cái thành công trong công việc và mang tới cái danh tiếng và quyền lực đầy đủ. Đó là vật đầu tiên là cái hộp kho báu. Thứ hai là để cây nến thơm hay là tinh dầu dưới gầm giường để giữ gìn cái hạnh phúc gia đình. Nếu mà đường tình duyên của các bạn không thuận lợi, hay là đơn giản là các bạn muốn giữ gìn cái hạnh phúc của gia đình ấy, thì có thể đặt những cây nến thơm hay là những tinh dầu có hương liệu tự nhiên, nhẹ nhàng, quyến rũ ở dưới gầm giường nhà mình. Khi mà đặt những cây nến thơm cũng như là cái vật dụng có chứa đồ hương liệu thơm ấy, thì nó sẽ giúp cho đào hoa nở rộ, giúp cho đường tình duyên được khởi sắc và tránh được những họa, những cái sát về đào hoa. Nếu bạn muốn cầu mong cái sức khỏe cho gia đình ấy, thì cũng có thể sử dụng cái hộp kho báu, chỉ là gì?
thay thế những cái thứ bên trong bằng quả đào hay là các loại ngọc có hình rùa hoặc là hình hươu. Xong khi mà các bạn đã để cái hộp khô báu dưới gầm giường thì các bạn đừng bỏ quên nó mãi mãi, mà tầm 3 tháng một lần thì các bạn hãy lấy hộp ra lau sạch và gì phơi dưới nắng. Đây là cái thuật phong thủy nhằm thanh tẩy cái năng lượng xấu ảnh hưởng không tốt đến cái vận trình của gia chủ. Bên cạnh những đồ vật để dưới gầm giường mang đến những cái điều tốt lành cho gia chủ thì cũng có những cái món đồ mà tuyệt đối kiêng kỵ không nên để dưới gầm giường để tránh mang lại những cái điều rủi ro không may mắn. Thứ nhất là quần áo. Thường thì người ta có thói quen là để đồ ở dưới gầm giường cho nó gọn đúng không ạ? Nhưng đây được xem là cái điều mang lại những cái xui xẻo. Khi mà đồ đạc để dưới gầm giường sau một thời gian dài, nó sẽ ám bụi và tích tụ những khí xấu, nó ảnh hưởng trực tiếp đến người nằm. Các bạn cũng cần phải lưu ý, nếu mà để quần áo cũ dưới gầm giường thì nó sẽ mang đến những nguy hiểm. Và cái việc làm này có thể gây ra cho bạn những cái rắc rối trong chuyện tình cảm và tiền bạc. Thứ hai là sách vở. Nhiều người vẫn thường quan niệm sách vở không dùng thì để dưới gầm giường cho tiện, để gì tiết kiệm cái không gian. Làm như vậy thì không chỉ khiến cho sách vở của bạn bị hư hỏng, bị mối mọt, mà còn khiến cho con đường học tập của các thành viên trong gia đình nó gặp nhiều cái trở ngại và chông gai. Thứ ba là những đồ kim loại. Thưa quý vị, xét về cái góc độ khoa học thì để đồ vật kim loại dưới gầm giường nó không hề tốt cho sức khỏe. Theo y học thì cơ thể chúng ta chứa nhiều các nguyên liệu mang yếu tố kim loại và chất khoáng. Mỗi ngày chúng ta đều chịu ảnh hưởng bởi cái từ trường giữa cực Bắc và cực Nam của trái đất. Vậy nên cái vật kim loại nó sẽ làm đảo loạn cái từ tính, khiến cho cơ thể bị xáo trộn và ảnh hưởng tiêu cực đến cái sức khỏe cũng như là cái cảm xúc của con người trong phòng. Thứ tư là mảnh vỡ và đồ vụn vặt. Nếu mà đặt quá nhiều những mảnh vỡ vụn hoặc là đặt đồ dùng đã lâu không sử dụng ở dưới gầm giường thì sẽ có nhiều cái chuyện ảnh hưởng đến cái chuyện tình cảm của các bạn. Nó sẽ gặp rắc rối và tiền bạc sẽ bị rò rỉ, bị kẻ tiểu nhân hãm hại. Đặc biệt tình cảm vợ chồng thì ngày một xa cách, ngày một lạnh nhạt. Các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình thì cũng trở nên bất hòa và có nhiều cái mâu thuẫn. Thưa quý vị, giường ngủ chính là cái yếu tố quan trọng nhất trong phong thủy phòng ngủ. Cái vị trí và cái hướng của giường ấy, theo cái nguyên tắc phong thủy tốt, sẽ giúp cho gia chủ có một căn phòng giữ gìn được sức khỏe cũng như mang lại nhiều cái thành công trong công việc, kinh doanh. Tiếp theo chương trình, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách sắp xếp phong thủy phòng ngủ chuẩn mà các bạn nên biết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất, kiểu dáng và kích cỡ giường ngủ. Kích thước của giường ngủ cũng là một trong những cái vấn đề quan trọng. Giường phải có kích thước phù hợp với nhân chất học của chủ nhân. Cái giường không nên vừa hẹp vừa dài, khi đó khí sẽ khó lưu thông. Cái mặt bằng của giường phải bằng phẳng để tạo cảm giác cực kỳ thoải mái và dễ chịu. Chiều cao thông thường của giường nên là bằng cái đầu gối của chủ nhân. Không nên thiết kế cái kiểu giường thấp sát mặt đất, vừa không thoáng khí lại vừa tụ khí bên trong. Bên trong gầm giường thì nên để rỗng, không nên lạm dụng cái gầm giường để chứa những cái đồ vật lặt vặt, làm cho cái không gian nó không được thông thoáng, nó sẽ bị bụi bặm và không khí ẩm lưu giữ lại, nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của gia chủ. Cái giường ngủ tốt nhất nên có hình chữ nhật hoặc là hình vuông. Cũng có một số người thích sử dụng cái giường hình tròn, đây được xem là cái kiểu giường không tốt về phong thủy. Hình tròn mang cái hành kim, nó mang tính động nên là không phù hợp với những cái không gian cần yên tĩnh như phòng ngủ. Vì vậy, với phòng ngủ thì các bạn nên hạn chế sử dụng các đồ hình tròn. Kể cả trần nhà trang trí thì cũng nên tránh sử dụng các họa tiết hình tròn hoặc các họa tiết có đường cong mềm mại. Thứ hai là vị trí đặt giường ngủ. Thưa quý vị, giường của bạn nên đặt trước một chiếc khung cửa sổ không sát quá để thuận tiện cho việc hấp thụ ánh sáng, hoặc là gì để tốt cho sức khỏe của con người. Giường nên được kê song song hoặc là vuông góc với cái tường của phòng để tạo nên cảm giác yên tâm. Cái giường thì không nên kê đối diện trực tiếp với cửa của phòng ngủ. Tiếp theo là giường không nên đặt dưới hoặc là đối diện với cái điều hòa, vì cái không khí của điều hòa
có thể gây cảm lạnh cho những người nằm. Ngoài ra, cái cách kê giường như thế thường không đem lại cái may mắn và gây hại sức khỏe cho những người nằm ở đó. Và cuối cùng thì giường cũng không được đặt sát phòng tắm hoặc là cạnh đối diện với trực tiếp với phòng tắm. Theo nguyên tắc phong thủy thì phòng tắm là nơi chứa yếu tố nước, do đó có thể gây hại cho cái vị trí thắt lưng hoặc là thận của chủ nhân. Minh chứng cho thấy rất nhiều người ngủ trên cái chiếc giường mà kê đối diện trực tiếp với cái phòng tắm hay mắc phải những triệu chứng như là đau lưng. Nếu giường đối diện với cửa phòng tắm hoặc kê sát với tường phòng tắm, dễ lây tính ẩm ướt và ảnh hưởng đến cái chất lượng không khí trong cái phòng ngủ, từ đó tăng cái gánh nặng giải độc cho thận. Trong trường hợp mà nhà các bạn mà đặt giường sát phòng tắm ấy, thì một gợi ý cho các bạn đó là có thể đặt một chậu cây cảnh trong cái phòng ngủ để gì? Thu hút cái khí ẩm ở nơi cái phòng tắm nó tạo ra. Thứ ba là hướng giường ngủ. Điều đầu tiên mà cần lưu ý về hướng giường ngủ đó là hướng giường không được đối diện trực tiếp với cửa phòng ngủ. Các bạn cần phải có một cái môi trường yên tĩnh để ngủ. Cửa phòng là cái nơi mà để nhiều người qua lại. Nếu mà đầu giường đối diện hoặc là trực tiếp với cửa phòng ngủ sẽ gây cho người nằm cái cảm giác không an toàn. Lâu dần có thể gây đau đầu, đau dây thần kinh. Nếu không gian nhà bạn không có lựa chọn kê nào khác thì có thể sử dụng một cái tấm bình phong hoặc một tấm rèm để ngăn cách đầu giường và cái cửa để duy trì cái sự riêng tư của các bạn. Lưu ý tiếp theo về cái hướng giường ngủ đó là cái đầu giường không được kê theo cái hướng tây. Nơi đầu giường được đặt là quan trọng nhất, nó phải xác định được cái phương hướng kê giường. Nếu đầu giường của các bạn mà kê vào hướng tây có thể khiến cho máu dồn lên não nhiều hơn, gây khó ngủ. Vì thế, cái vị trí đầu giường có thể đặt hướng bắc, hướng nam. Bạn có thể nằm quay đầu về hướng bắc hoặc là phía nam để tránh cái sự quấy nhiễu của tử tính. Thưa các bạn, một điều nữa mà các thầy phong thủy vẫn khuyên các bạn ấy là nên kê đầu giường theo hướng cái mùa sinh của các bạn. Nếu các bạn sinh vào mùa xuân hoặc là mùa hạ, tức là tháng 1, tháng 2, tháng 3 hoặc tháng 4, tháng 5, tháng 6 âm lịch, thì các bạn có thể kê giường quay theo hướng tây bắc hoặc là tây bắc hoặc là đông bắc. Nếu các bạn sinh vào mùa thu hoặc mùa đông, tức là tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, thì các bạn có thể đặt đầu giường theo hướng đông, hướng tây nam hoặc là hướng đông nam. Đó. Thứ tư là màu sắc của căn phòng. Thưa quý vị, màu sắc là biểu hiện của ánh sáng. Chúng ta sử dụng cái màu sắc để thể hiện cái cảm xúc, để truyền đạt cái thông điệp khác nhau. Đồng thời sử dụng màu sắc như một cách để chia sẻ cái năng lượng. Màu sắc của phòng ngủ thì nên thiên về những tông màu nhẹ nhàng, ấm áp như màu hồng nhạt, màu kem, màu xanh da trời. Phòng ngủ có màu sắc phù hợp hoặc là các tranh nghệ thuật cũng có thể mang lại cái nguồn năng lượng mạnh mẽ cho gia chủ. Một số màu sắc mà các chuyên gia phong thủy khuyên bạn sử dụng là phù hợp với phong thủy. Cụ thể trong phong thủy thì phân chia ra làm các mệnh kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Với mỗi mệnh thì chúng ta sẽ có màu riêng để mang lại cái may mắn và vượng khí cho mỗi con người. Đối với những người mà thuộc hành mộc ấy, thì nên chọn màu vàng hoặc màu xanh, xanh đục, màu xanh da trời. Người mệnh thủy thì có thể dùng giường gỗ kim loại hoặc là giường gỗ, vì kim sinh thủy, thủy sinh mộc, đúng không ạ? Những người mà mệnh hỏa thì nên chọn giường gỗ màu đỏ hoặc màu vàng. Những người mệnh kim thì có thể ngủ giường sắt hoặc là ngủ giường gỗ, hoặc là trang trí cái giường gỗ có màu xám hoặc là màu trắng, màu xanh, v.v. Thứ năm là về rèm cửa sổ và gương. Nếu là căn hộ chung cư, phòng có sẵn cửa thì nên dùng cái màn để điều chỉnh cái ánh sáng. Phòng ngủ không nên quá nhiều ánh sáng, dù là ánh sáng mặt trời hay là ánh sáng của đèn. Các bạn chỉ nên trang trí sao cho cái phòng nó hài hòa, nó dịu mát. Vậy thì mới hợp phong thủy cho căn phòng. Một tấm gương đối diện với giường là một cái điều nhất định phải tuyệt đối tránh trong phòng ngủ. Các bạn biết đấy, gương đối diện với cái giường là một cái điều nhất định phải tránh đối với phòng ngủ. Gương từ cửa tủ quần áo, gương từ một mảnh đồ nội thất hoặc là gương trang trí tự do v.v. thì các bạn cũng không nên để nó chiếu thẳng vào cái giường nhà mình. Thứ sáu là hạn chế trang trí phòng ngủ bằng cây xanh. Thưa quý vị, trong phòng ngủ thì các bạn nên hạn chế đặt những cây cảnh cùng các thứ như hòn non bộ,
thang nước nhân tạo hoặc là bể cá v.v. Vì những vật này sẽ gây ra rắc rối khi ngủ, nó làm cho giấc ngủ không sâu, không được trọn vẹn. Mặt khác, một số loại cây xanh thì ban đêm sẽ hấp thu khí oxy và thải ra khí carbonic. Phấn từ hoa tươi cũng có thể ảnh hưởng không tốt đến cái đường hô hấp, đến cái không gian trong cái phòng ngủ các bạn. Ở trong phòng ngủ, nếu mà thích, các bạn có thể đặt những cái chậu cây hoa nhỏ, chứ không nên đặt những cây quá lớn, hoặc là những cây gai góc, những cây xù xì như là cây xương rồng v.v. Đó. Cây cối có đặc điểm là hút khí carbonic và tạo oxy vào ban ngày, nhưng ban đêm ấy, thì cái quá trình quang học nó sẽ ngược lại. Do vậy, các bạn cũng cần phải chú ý cái việc lựa chọn cái cây phong thủy nó phù hợp với cái phòng ngủ. Chúng ta nên chọn các loại cây có cái sự quang học ngược, tức là nó sẽ hút khí carbonic vào ban đêm và nhả khí oxy. Đó. Ở trong phong thủy, phòng ngủ tốt sẽ giúp cho các bạn tăng cường được sức khỏe và cái sự hạnh phúc, đồng thời cũng tạo ra một nguồn năng lượng tình yêu mạnh mẽ. Ở trong ngôi nhà, phong thủy của phòng ngủ không nên xem nhẹ, bởi nó góp phần tái tạo cái năng lượng, tạo ra cái cảm hứng cho cái công việc. Ngoài ra, nó cũng sẽ giúp thu hút cái tài lộc và chiêu mời cái may mắn đến với gia chủ. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Lập tức đặt chổi đúng chỗ này, lục khí phừng phừng, gia chủ giàu sau một đêm, tiền bạc cứ ùn ùn kéo về nhà. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, cây chổi là một cái vật dụng không thể thiếu trong các gia đình. Người xưa có câu, nhà sạch thì bát, bát sạch ngon cơm. Cây chổi sẽ giúp cho bạn quét dọn được tất cả căn nhà, loại bỏ các loại bụi bẩn, xua đi những cái tà khí, những cái khí xấu. Tuy nhiên, cái đồ dùng này còn có những cái ý nghĩa phong thủy riêng biệt mà không phải ai cũng biết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay và lắng nghe về những cái ý nghĩa về cái phong thủy của cây chổi và cái vị trí đặt cây chổi quét nhà. Nếu gia chủ không chú ý thì rất có thể sẽ tiện tay quét luôn cái tài lộc ra khỏi nhà. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau đây là những vị trí đại kỵ tuyệt đối không đặt chổi quét nhà, kẻo gia chủ tán gia bại sản, tiền bạc đội nón ra đi. Thứ nhất, không đặt chổi ở phòng khách. Quý vị thân mến, phòng khách là cái không gian sinh hoạt chung rất quan trọng của cả gia đình. Đồng thời, nó là nơi tiếp đón bạn bè, tiếp đón khách khứa và chiêu mời cái tài lộc, vượng khí vào trong nhà mình. Theo các chuyên gia phong thủy, việc đặt chổi quét nhà trong phòng khách sẽ khiến cho cái năng lượng xấu của chiếc chổi nó phát tán ra cả phòng. Từ đó, sức khỏe, tài vận của gia chủ cũng sẽ bị ảnh hưởng một phần. Thứ hai, không đặt chổi trong nhà vệ sinh. Thưa các bạn, nhiều người nghĩ rằng nhà vệ sinh là nơi bẩn nhất, ẩm thấp nhất nên đem chổi để vào đó, khiến cho chổi đã bẩn lại càng bẩn thêm. Khí xấu càng tích tụ ngày càng nhiều. Khi chúng ta lấy chổi quét dọn nhà cửa thì vô tình cũng mang lại những khí đó, nó bay canh khắp nhà. Quét dọn xong thì chẳng những không được sạch sẽ mà còn vô tình làm cho cái khí xấu nó lan tỏa khắp nơi, gây ra những cái hậu họa khôn lường về sức khỏe cũng như là tài lộc của gia chủ. Chính vì vậy, các bạn đừng bao giờ để chổi quét nhà ở nhà vệ sinh. Có thể các bạn không biết điều này, nhưng mà những gia đình truyền thống Trung Hoa thì không bao giờ để chổi ở trong nhà. Theo quan niệm dân gian, họ cho rằng nếu mà để người khác vào trong nhà mà thấy ngay cây chổi quét nhà hoặc là cây lau nhà hay là bất kỳ vật dụng vệ sinh nào là một điều cực kỳ xấu. Đặc biệt, để chổi trong phòng ăn hay là phòng bếp lại là một điều cực kỳ kiêng kỵ, bởi nó sẽ quét sạch cơm gạo, cái nguồn sống của con người, khiến cho gia đình tài lộc sẽ bị sa sút và vận trình của gia chủ thì ngày càng đi xuống. Thứ ba là không đặt chổi ở cửa ra vào. Một cái sai lầm mà nhiều người thường mắc là tiện tay cất chổi ở ngay sau cánh cửa ra vào để tiện cho việc sử dụng. Cái cửa ra vào là cái nơi thu hút cái tài lộc, thu hút cái may mắn cho cả gia đình, nên không thể đặt một cái vật mang cái năng lượng xấu như là chiếc chổi ở đó được. Cửa nhà không chỉ là nơi mà chúng ta đi qua, đi ra đi vào, mà còn là cái đường dẫn khí từ ngoài vào trong nhà và ngược lại. Trong thực tế thì chổi dùng để quét dọn thường mang nhiều cái bụi bặm, nhiều khí xấu. Còn trong phong thủy, chổi lại tượng trưng cho các nguồn khí bẩn, cho cái tà khí, tạp khí. Nếu mà đặt chổi ở cửa ra vào ấy,
thì sẽ mang lại những cái điều không may mắn đến với gia chủ, đôi khi còn mang đến bệnh tật cho các thành viên trong gia đình. Đặt chổi ở đây thì cái tài khí dễ bị tiêu tán, cái may mắn, cái tài lộc khó mà tích tụ lại được. Thứ tư, không đặt chổi trong phòng ăn hoặc là phòng bếp. Để chổi trong phòng ăn hay là phòng bếp thì càng là cái điều kiêng kỵ. Người xưa cho rằng như thế sẽ quét sạch cơm gạo, cái nguồn sống của gia đình, khiến cho tài lộc của gia chủ bị sa sút, cái vận trình của gia chủ thì ngày càng đi xuống. Vì vậy, người ta thường đặt chổi ở những cái nơi khuất tầm mắt ở phía sau nhà để không bị ảnh hưởng đến cái phong thủy của nhà. Thứ năm là không đặt chổi trong bếp. Thưa quý vị, một vài gia đình có thói quen đặt chổi ở trong bếp. Như chúng ta đã biết, bếp thì đại diện cho nữ gia chủ, đại diện cho cái gia đạo, đại diện cho cái hạnh phúc của gia đình. Và nếu mà các bạn đặt chổi trong bếp, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng sức khỏe của vị nữ gia chủ này. Không chỉ vậy, bếp là nơi chúng ta để thức ăn, chổi lại mang nhiều cái bụi bặm, nhiều vi khuẩn. Do đó, nó cũng ảnh hưởng xấu đến cái vận trình sức khỏe của cả gia đình. Thứ sáu là không giữ chổi cùn, chổi hỏng ở trong nhà. Chổi cùn hay là chổi hỏng ấy, nó không chỉ chứa nhiều cái vi khuẩn gây bệnh, mà còn tượng trưng cho sự nghèo nàn, cho sự thiếu thốn trong cuộc sống. Nếu không muốn tình hình tài chính trong gia đình bị sơ sát như cái chổi cùn ấy, thì các bạn hãy loại bỏ những cái thứ này ra khỏi nhà ngay. Một chiếc chổi được thay thế, được chăm chút một cách thường xuyên sẽ góp phần tạo ra một ngôi nhà thực sự là sạch sẽ. Đó cũng là cái điều mà tiên quyết khi mà các bạn muốn vận khí, tài lộc vào nhà mình. Thứ bảy là nên để chổi ở phía sau nhà hoặc là ban công. Đây là hai vị trí thích hợp nhất để quý vị cất chổi quét nhà mà không ảnh hưởng đến cái phong thủy của nhà. Chổi quét nhà quét đi cái bụi bẩn nên bản thân nó cũng mang theo những cái khí xấu. Nếu để sau nhà hoặc là ở ban công thì sẽ tránh bớt được những cái ảnh hưởng của nó đến cái vận khí của cả căn nhà. Chổi quét nhà được đặt ở nơi kín đáo, ở phía sau nhà còn có tác dụng bảo vệ cái an toàn cho cả gia đình. Nó giữ cho những kẻ quấy rối, những kẻ xấu muốn nhòm ngó cái tài sản ở bên ngoài không thể xâm nhập và làm hại những người trong gia đình. Khi ấy, gia đình bạn sẽ được thần chổi bảo vệ, giúp chúng ta an tâm và sinh sống và làm việc. Quý vị thân mến, ngoài cái cây chổi ấy, thì nhiều người vẫn nghĩ rằng cái thùng rác đặt đâu cũng được, miễn là sao cho thuận tiện và không quá khó coi, đúng không ạ? Tuy nhiên, họ không hề biết rằng đặt thùng rác tùy tiện nó cũng chính là cái nguyên nhân mà khiến cho họ mãi nghèo, mãi khổ. Thậm chí, trong phong thủy nhà ở ấy, thùng rác là một cái vật dụng chứa nhiều cái uế khí, chứa nhiều cái tà khí, chứa nhiều cái tạp khí. Nó ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của con người cũng như là tài vận của gia chủ. Vì vậy, nếu mà đặt sai chỗ, rất có thể nó sẽ mang lại cái vận xấu cho cả gia đình. Và sau đây tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái vị trí chúng ta đại kỵ không nên đặt thùng rác. Thứ nhất, để thùng rác ngay trước cửa chính, ngăn chặn thần tài vào nhà. Khi các bạn để thùng rác ngay trước cửa chính nhà mình ấy, sẽ khiến cho thần tài khó vào nhà. Đừng bao giờ các bạn để những thứ không sạch sẽ, có tính sát khí như là rác thải, thùng rác hay là chổi trước cửa nhà. Nó sẽ ảnh hưởng tới cái vận may của cả gia đình. Cửa nhà chính là một cái vị trí quan trọng giúp thu hút cái vận khí, thu hút cái tài lộc vào nhà. Khi mà cửa nhà hợp phong thủy, gia chủ được an yên. Ngược lại, nếu mà để những cái vật dụng như là thùng rác, túi rác, chổi hoặc là những cái thứ ô uế ở trước cửa nhà thì công việc, cuộc sống của các bạn sẽ gặp khó khăn, gặp nhiều trắc trở. Thứ hai là để thùng rác bên cạnh bàn làm việc nó gây ô nhiễm và đuổi quý nhân đi. Trong phòng làm việc của các bạn hoặc là trong cái phòng khách của gia đình, tuyệt đối không nên để thùng rác ở cái gần cái vị trí bàn làm việc. Xét về phong thủy thì cả hai bên bàn làm việc đều là vị trí của Thanh Long và Bạch Hổ. Có nghĩa là quý nhân nếu mà đặt thùng rác ở cái vị trí đó sẽ không khác nào làm ô uế quý nhân. Đây là một cái lỗi phong thủy khiến xua đuổi cái quý nhân mà không phải ai cũng biết. Thứ ba là để thùng rác theo hướng Tây Bắc, nó sẽ gây cản trở cái tài lộc và sức khỏe của gia chủ. Thưa quý vị, hướng Tây Bắc là một trong cái hướng đại diện cho tài lộc, cho công danh sự nghiệp của gia chủ. Nếu đặt thùng rác ở cái vị trí này thì gia chủ đã tự triệt đi cái đường công danh sự nghiệp của mình. Không những thế, từ đây gia chủ làm bất cứ việc gì, bất cứ việc đầu tư kinh doanh nào
thì cũng chỉ hao tài tốn của mà không thu hút được bất cứ cái lợi nhuận nào. Thứ tư, để thùng rác theo hướng đông bắc thì gia đình ly tán. Thưa các bạn, hướng đông bắc là cái hướng tuyệt đối không được đặt thùng rác, bởi hướng này nó thể hiện cái hỏa khí của gia đình. Nếu mà đặt thùng rác ở đây ấy, thì dám chắc vợ chồng suốt ngày lục đục, con cái thì khó bảo, gia đình thì luôn gì cơm không lành mà canh cũng chẳng ngọt, dễ dẫn đến chuyện vợ chồng ngoại tình và tình trạng vợ chồng ly tán là điều không thể tránh khỏi. Thứ năm là để thùng rác theo hướng chính giữa, hướng Tây và Nam sẽ gây ảnh hưởng đến cái tình duyên. Thưa các bạn, trong phong thủy thì cái hướng Tây Nam nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ còn độc thân. Bên cạnh đó, cái hướng Tây Nam nó còn đại diện cho cái sự nghiệp của người mẹ, của người vợ, nên tuyệt đối tránh cái vị trí đặt thùng rác ở đây. Do đó, khi đặt thùng rác ở vị trí phía Tây Nam ấy, thì người phụ nữ trong gia đình sẽ rơi vào cảnh vợ chồng bất hòa liên tục, công việc thì không có tiến triển. Những người độc thân ấy, thì tình duyên sẽ lận đận, đó, khó có thể tìm được cái ý trung nhân của mình. Tốt nhất, phái nữ tuyệt đối không bao giờ được đặt thùng rác ở cái vị trí này. Người có gia đình thì vợ chồng bất hòa, ai mà chưa kịp dạo ngõ thì tình duyên thường xuyên bị trắc trở và bị lục đục. Thứ sáu là để thùng rác cạnh cầu thang gây ảnh hưởng đến số mệnh của cả nhà. Để phong thủy tốt thì bên cạnh cầu thang chúng ta tuyệt đối tránh, không nên đặt thùng rác. Người xưa quan niệm nhà có cầu thang là những nhà cao cửa rộng, nhà giàu sang phú quý. Hơn nữa, muốn tiến lên cao nữa thì nhất định phải có cầu thang. Vậy nên chúng ta có thể coi cầu thang chính là quý nhân tương trợ. Nếu mà cạnh cầu thang mà xuất hiện thùng rác thì số mệnh sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp của cái uế khí mà không thể tiến lên cao được. Những gia đình mà đặt cái thùng rác ở cạnh cầu thang ấy, thì cái vận quý nhân nó sẽ không được vượng, từ đó con đường công danh sự nghiệp cũng là tài lộc của gia chủ nó gặp nhiều trắc trở và không được thuận lợi. Thứ bảy là đặt quá nhiều cái thùng rác trong nhà. Đặt quá nhiều thùng rác trong nhà cũng sẽ khiến cho cái uế khí từ cái thùng rác nó tích tụ thành cái sát khí, và từ đây nó sẽ gây ra sự bất an, gây ra bệnh tật và gây ra sự hao tán tiền của tài lộc cho quý vị. Vậy thì theo các bạn là đặt thùng rác thế nào sẽ đúng phong thủy? Thùng rác là cái vật nó chứa nhiều cái uế khí và là vật kém vệ sinh, vì vậy không nên đặt ở những cái khu vực quan trọng hay những cái vị trí tốt. Thứ nhất là phòng bếp và nhà vệ sinh. Các bạn thân mến, phòng bếp và nhà vệ sinh là hai khu vực thích hợp nhất để đặt thùng rác. Do nhu cầu muốn thuận tiện hơn thì gia chủ có thể bài trí một thùng rác nhỏ trong phòng khách, tốt nhất là cạnh chân bàn uống nước. Tuy nhiên thì cũng cần phải đảm bảo cái thùng rác được dọn dẹp thường xuyên và gì luôn được đậy nắp. Thứ hai, những chỗ khuất là chỗ tốt nhất. Trong cái lý luận phong thủy có câu mắt không thấy thì tâm không phiền, có nghĩa là những cái thứ mà các bạn không nhìn thấy sẽ không tạo ra những điều xấu. Vì vậy trong gia đình hãy đặt thùng rác ở những nơi khuất, hoặc là mua những loại thùng rác trông đẹp mắt, khiến cho chúng ta nhìn vào không có cảm giác đó là thùng rác, thì sẽ thì không ảnh hưởng nhiều đến cái tài lộc cũng như là cái số phận của gia đình. Thứ ba là số lượng thùng rác càng ít càng tốt. Nhiều người cho rằng đặt thùng rác ở nhiều nơi trong gia đình sẽ thuận lợi hơn và dễ vệ sinh hơn. Điều này không sai, tuy nhiên rất có thể cái sự tiện lợi này sẽ dần dần nó hình thành cái uế khí, nó ảnh hưởng xấu đến cái vận khí của bạn và những người trong gia đình. Nếu rác bị lưu giữ quá lâu thì cũng sẽ không tốt cho sức khỏe và tài vận của gia chủ. Vậy nên các bạn hãy thường xuyên đổ rác, ít nhất là một ngày một hoặc hai lần, để gì giữ cho cái không gian nhà nó được sạch sẽ và tránh đi được những cái uế khí, những cái bụi bẩn, những cái tà khí tạp khí của cái thùng rác nó sinh ra. Thứ tư là chọn kích thước thùng rác phù hợp và có nắp đậy. Theo quan niệm phong thủy thì thùng rác có cỡ nhỏ luôn luôn là tốt hơn cỡ lớn, nhất là khi mà kết hợp với việc lựa chọn thùng rác với cái số lượng thùng rác. Đối với thùng rác trong gia đình ấy, thì kích thước phải vừa phải và thường xuyên đổ rác. Không chọn những kích thước thùng rác quá to khiến cho không gian lưu trữ rác lâu, nó sẽ không tốt cho sức khỏe và tài lộc của gia chủ. Thùng rác trong nhà tốt nhất có nắp đậy vì nó sẽ ngăn chặn được cái mùi hôi thối của rác ra bên ngoài thành uế khí và nó quẩn quanh trong cái không gian sống, gây ảnh hưởng không tốt đến cái sức khỏe và tài vận của gia chủ.
Thưa quý vị, chổi quét nhà và thùng rác là những cái vật dụng mà chúng ta sử dụng hàng ngày để dọn dẹp nhà cửa, phòng ốc cho được sạch sẽ. Bởi vậy, đó đều là những vật dụng gắn bó trực tiếp và mật thiết với chúng ta. Vì thế, quý vị và các bạn hãy lưu ý những cái vị trí phong thủy đặt chổi và đặt thùng rác sao cho nó hợp lý như tôi đã chia sẻ ở trên, để tránh được những cái rủi ro không đáng có. Đồng thời, nó sẽ giúp thu hút được cái tài lộc và vận may cho gia chủ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.